Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một thứ đồ chơi rất là hay. Từ lá chuối nha. Đây là cái mình sẽ làm. Mình sẽ dùng làm nguyên liệu làm này à. Người sẽ ba đoạn bằng nhau như này. Đấy. Đấy nhá. Trước tiên đây là mình đang làm một thứ này. Làm xong mọi người thử đoán xem là gì nhá. Mình sẽ gấp lại. Ngắt này đi. Bỏ vào. Đúng nha. Đấy. Ngắt bỏ cái này đi. Mình sẽ gấp vào. Dắt này vào nhé. Dắt cái lá chuối này vào. Này, tìm một ô vuông này. Rồi, sau đó mình sẽ luồn một cái dây vào. Đây là cái dây mình sẽ luồn nha. Mình sẽ luồn cái dây này vào. Mình đã làm xong rồi đây mọi người. Là mình làm xong một chiếc nhẫn bằng lá chuối. Mọi người có thấy đẹp không? Lá chuối của mình. Đấy. Nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Đấy. Vừa chơi vừa thư giãn với mọi người. Tạm biệt mọi người.